Do thải không kích giải Gaza. Tin từ Gaza, một phát ngôn viên quân sự cho biết Do Thái đã không kích giải Gaza trong sáng ngày hôm nay, nhắm vào hai ống phóng rocket để trả đũa việc dân quân đã bắn hai quả rocket qua lãnh thổ của Do Thái. Các nguồn tin Palestine cho biết vụ không kích đã không gây tử thương. Dân quân Palestine ở giải Gaza đã bắn hai quả rocket vào một thành phố hải cảng ở miền nam Do Thái vào sáng hôm nay. Một rocket đã bị hỏa tiễn của hệ thống phòng thủ vòm sắt bắn hạ. Quả thứ hai đã bị rớt ngoài biển. Hiện chưa biết thành phần dân quân nào đã bắn hai quả rocket này. Vụ tấn công có lẽ nhằm gây trở ngại cho cuộc đàm phán hòa bình bị phe Hamas chống đối. Để gia tăng thêm uy tín cho Tổng thống Mahmoud Abbas, trong tuần này, Do Thái sẽ trả tự do cho 26 tù nhân Palestine.